Cô lên trển trển giờ cô lên về đây cho mấy chị em ở đây chưa có biết được chú Linh. Dạ. Bữa cũng đi lấy tay cô chú anh chị buổi chiều. Buổi chiều có khán giả về viếng xe 16 chỗ của chú anh chị. Cắm đi dài dài nữa thì cái nón gì trong hơn á chứ hơn chục sáng giờ nhiều rồi có lúc là 2 đòn 16 luôn lúc đó em xuống là mấy nhiều đòn rồi đó rồi sáng giờ rất là nhiều tại ngày nay biết nhiêu 16 rồi là mẫu cậu giống như khu du lịch luôn rồi. Khu du lịch. Đi chiều mát mà dễ. Ông trong lành. Ông cụ kìa, ông cụ lên nữa, chống gậy lên kìa. Hương ông ghê luôn á, lần nào cũng chống gậy đi đi vô đây. Dạ. Có bữa nha, cái hồi tuần nào cũng lên, cái tuần đó không lên, tuần sau mới lên, là 2 tuần, nhớ. Bữa nay là bán cái cụ vào. Ông cụ chú anh chị. Cụ ông này rất là quen thuộc ở ngoài viên này. Cứ mỗi lần đi viếng mộ người thân là cụ ghé. Ông ghé là bữa nay ông đến viếng mộ mộ của chú nè cô chú anh chị. À, xin cái áo cậu năm rồi. Để nói dạ. Ôi, hỏi ghi tên chị cô ha. Ờ, quyền dẻo tím cho mình. Nhân tím không à. Cậu năm dữ lắm. Thôi. Cậu 2 tâm. Cậu 2 tâm. Dạ. Như là ông đến là như là cứ 2 tuần đó. Như là ông thấy đen mình quay nhiều quá không ngại chứ mấy cô nói là cũng chịu. Từ lúc mà cậu năm bắt đầu thấy là ông đến thường xuyên lắm. Chứ ví nhiêu là gửi. Đúng rồi. Em nhớ ông à. Mấy cô nói anh Ngọc anh Khui Bia mời cậu luôn đi anh Ngọc. Cô mới mời cậu đi. Bữa nay chú không đi hả cô? Dạ. Chứ nếu mà chú không đi là chú cũng đi heo á. Chú
Dạ. Ủa vậy là chú đi đám cưới khác nữa hay sao cô? Đi đám cưới khác. Dạ. Một đội áo tím sắp vòng 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 cho người chạy. Gì mới vậy? Cái gì mà nguyên một dọc vậy? Nguyên một giờ chạy vô tím vòng vòng đi lúc xe lại cái tàu anh bèo phải. Nguyên một dọc luôn vậy? Dạ dạ dạ. Dạ, mình chuẩn bị cúng nữa nha. Trời ơi, cái dàn áo tím đẹp quá vậy. Ủa sao rút ra hết rồi, vô lại là anh đi chụp cái coi. Để em vô lại. Đó, anh Minh vô đi. Quá đẹp luôn. Làm hết vô lại đi. Anh qua đây luôn, anh qua đây luôn. Cầm chụp cho anh đi, bà xã. Đẹp luôn, Vũ Vy ơi. Em đang chạy rồi sao chụp anh? Để anh cầm đồ. Ờ, anh ráp đến. Bây giờ ra nhận đồ này cô chú anh chị. Giao đồ đúng không anh? Anh Tý dạ, dạ. 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 Của chị Linh. Chị Linh. Dạ. Út không ta? Dạ, dạ đúng rồi. Ừ. À, gửi kẹo dạ. Cho anh giao cho Tý để gì bà con ở trên đây. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi đây em cặp. Ba bịch y chang vậy hết không anh? Đây đây đây. Dạ. Em tranh thủ lên em sợ mưa. Dạ, em gửi cúng dạ. Rồi, con vô đây dạ, dạ, con chúc con nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Ngoại nói mai mốt là đặt cho ngoại để xe đi được không ta? Khóa lấy điện thoại ra được rồi nha. Rồi cái này thứ ba mình mới cúng. À thứ ba cúng cũng lớn rồi mình mới cúng luôn cái kẹo này đầu tháng. Bây giờ chỉ nhận thôi mình đem về. Ủa mà cái này mình để ở ngoài cũng đâu có bị chảy gì đúng không anh? Không sao đâu. Đừng có để ngắn quá. Ngắn quá thì nó chảy. Dạ. Rồi. Ví dụ mà mình xé ra từng bịch đi rồi mình để lạnh thì nó ngon hơn. Lạnh thì nó ngon hơn, còn thôi để nóng quá thì nó sẽ chảy. Dạ. Dạ. Anh là mình chạy ráp anh? Hả? Anh là chạy ráp? Thì chạy ráp nhưng mà cũng là người nhà luôn. Dạ. Wow, chạy ráp mà người nhà luôn hả? Cũng... Đó, giờ mình vô mình hấp lại cái nhiên thiệt sao là làm cho màu khác được không? Dạ, chạy cái Minh thì chị Minh đó, cái Minh làm cho màu khác được không? Màu tím mới chịu. Màu tím. Ồ, vậy là con cũng muốn có một cái áo ha. Cái này là kẹo nhưng mà cộng 2 tâm cũng cũng mình phát cho bà con phát rồi các anh em YouTuber. Rồi con chào cô nha cô. Thứ ba mình cũng lớn á chị, rồi mình mới cúng luôn. Kẹo. Cái này mình phải có ngay kẹo này là kẹo Mỹ chứ không có đặt. Đúng rồi có gì mình đặt được. Dạ ngay dịp em mới đặt được ha chứ không có đặt lẻ tẻ được. Rồi đến đây thì mình làm hết tình dư cũng xin khép lại ghép lại. Rồi cái video của Hiền Tiên xin khép lại nha, chúc cô chú anh chị đang xem đâu có cúng đâu anh, chưa tới ngày cúng. Chúc cô chú anh chị xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những video sau nha.